Xuyên tâm liên có tên khoa học là Andrographis paniculata, thuộc họ Ozoacanthaceae. Tên dược liệu Herber Andrographi chỉ bộ phận trên mặt đất đá phơi hay sấy khô của cây xuyên tâm liên. Đây là một loài cây có nhiều đặc điểm sinh thái học đáng chú ý, phân bố. Xuyên tâm liên có nguồn gốc từ Ấn Độ và Sri Lanka, nhưng hiện nay được trồng phổ biến ở Nam Á, Đông Nam Á, miền Nam Trung Quốc, Caribe, Trung Mỹ, Australia và Châu Phi. Môi trường sống, cây thường mọc hoang ở rừng ẩm và có thể trồng bằng hạt vào mùa xuân. Xuyên tâm liên là cây ưa sáng nhưng cũng có thể chịu được bóng dâm một phần trong ngày. Đặc điểm hình thái, thân vuông, mọc thẳng đứng, cao dưới 1 mét, nhiều cành. Lá nguyên, mọc đối, cuống ngắn, phiến lá hình trứng thuôn dài hoặc hơi có hình mác, Đầu lá nhọn, dài đến 12cm, rộng đến 3cm, mặt trên xanh đậm. Hoa màu trắng, điểm tím đỏ, mọc thành chùm ở nách lá hay đầu cành, lá đài có lông tiết, thon, dài 3mm, môi trên có hai răng, môi dưới 3 thủy, tiểu nhụy 2, chỉ nhị có lông. Quả dài khoảng 15mm, rộng 3,5mm, có lông mịn. Hạt tròn dẹp, theo tài liệu Cây Cỏ Việt Nam của giáo sư Phạm Hoàng Hổ, tập 3, trang 60, nhà xuất bản trẻ, năm 2000 ghi chép, lá rất đắng, chứa Androphen, Paniculite có công dụng sát khuẩn, hạ nhiệt, trị kiết do vi khuẩn hữu hiệu, có tác dụng lợi kinh, trị tê thấp, đau cổ, in vitro, chống siêu khuẩn HIV. Theo Dược điển Việt Nam của Bộ Y tế, tập 2, từ trang 1380 đến trang 1382, nhà xuất bản y học 2017 thì, xuyên tâm liên có tác dụng dược lý, thanh nhiệt giải độc, thanh nhiệt táo thấp, thanh tràng chỉ lị, thanh phế chỉ khái. Chủ trị các bệnh viêm ruột, lị cấp tính, Viêm phổi, viêm họng, amidan, ho, ho gà, viêm gan virus, viêm đường tiết niệu, mụn nhọt, ung thũng đinh độc, rắn độc cắn. Chế biến: thu hái khi cây bắt đầu ra nụ hoặc nở hoa. Loại bỏ tạp chất, rửa sạch, thái thành từng đoạn, phơi hay sấy ở 50 độ C đến 60 độ C cho đến khô. Bảo chế: lấy dược liệu khô, sạch cắt nhỏ, sao hơi vàng. Bảo quản: trong bao bì kín, để nơi khô mát tránh sâu mọt, nấm mốc, tính vị, quy kinh, vị rất đắng, tính hàn. Vào kinh phế, can, tỳ Cách dùng, liều lượng, ngày dùng 4 gram đến 16 gram dưới dạng thuốc sắc, hoặc bột. Dùng ngoài, ngày dùng 20 gram đến 40 gram lá tươi, giá nát để đắp, hoặc sắc lấy nước rửa chỗ mụn nhọt, ngứa lở. Kiên kỵ, do vị thuốc có vị rất đắng nên không dùng thời gian dài, ảnh hưởng đến tiêu hóa.